chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Việt Ngọc rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin nóng hổi gì. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính. Homestay Ngọc Trinh và những đồi chè bị băm nát ở Bảo Lộc. Bộ Công an điều tra sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát tại Gia Lai. WHO công bố báo cáo mới về làn sóng viêm gan bí ẩn. Khác biệt giữa đậu mùa khỉ và Covid-19. Liên tiếp nhiều trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh thèm ăn tóc, phải nhập viện, mổ lấy búi tóc khổng lồ. Homestay Ngọc Trinh và những đồi chè bị băm nát ở Bảo Lộc. Thưa quý vị, suốt một tuần qua, bà con xôn xao vụ cô người mẫu Ngọc Trinh khoe homestay của mình ở Bảo Lộc. Xôn xao hơn là chính quyền địa phương vào cuộc để trả lời câu hỏi mảnh vườn đó có phải là của cô này mua hay là không. Chính quyền thành phố Bảo Lộc đã vào cuộc hăng hái và quyết liệt. Chính vì sự quyết liệt đó, cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc xác nhận khu đất Ngọc Trinh nói mới mua để làm homestay không hề đứng tên cô này hay quản lý riêng. Khu đất cũng đang có nhiều hạng mục công trình xây dựng không phép. Ngày 22 tháng 5, trả lời phóng viên báo chí, ông Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khẳng định, thành phố Bảo Lộc luôn chào đón các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, người dân và cả người nổi tiếng đến tìm cơ hội đầu tư, lập nghiệp và sinh sống ở địa phương. Tuy nhiên là việc đầu tư sinh sống phải dựa trên cơ sở tuân thủ các quy định về pháp luật, không được tung tin giả, không sử dụng các chiêu trò gây hoang mang dư luận. Đối với những người sử dụng các thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận, thành phố sẽ kiên quyết xử lý nghiêm. Dư luận đang chờ đợi chính quyền thành phố Bảo Lộc xử lý vụ Ngọc Trinh sử dụng các thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận như thế nào. Và cũng nhân đây thì xin được nêu thêm một chuyện lớn hơn chuyện homestay của Ngọc Trinh rất nhiều, đó là tình trạng băm nát đất đai ở Bảo Lộc, rất mong chính quyền vào cuộc hăng hái và quyết liệt như vụ Ngọc Trinh. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài báo Xẻ đồi chè Bảo Lộc phân lô bán nền, bất ngờ kết quả khám nghiệm hiện trường trên báo Lao Động, hay là thủ phủ trà Lâm Đồng bị băm nát ở Sinh Nhiêu, hay là dự án bất động sản ma băm nát thủ phủ chè cà phê Lâm Đồng ở báo Công an Nhân dân, hay là thủ phủ chè Bảo Lộc bị băm nát bởi các dự án bất động sản ở Vietnam Finance. Dư luận lên tiếng về tình trạng băm nát này thì đã lâu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã có ý kiến chỉ đạo thanh tra kiểm tra làm rõ, chính quyền thành phố Bảo Lộc cũng đã có vào cuộc nhưng mà kết quả thì chưa rõ. Dư luận mong chờ và làm rõ từng chi tiết như đã làm đối với homestay Ngọc Trinh, đó là dự án của ai, tình trạng như thế nào, thủ tục giấy tờ ra sao, sai phạm những gì, xây dựng trái phép hạng mục nào và quan trọng là kiên quyết xử lý nghiêm. Vụ homestay thì rõ tên người liên quan là Ngọc Trinh rồi, vậy các vụ băm nát thủ phủ chè là tên của những ai? Bộ Công an điều tra sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát tại Gia Lai. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa đề nghị tỉnh Gia Lai cung cấp hồ sơ vụ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 CTCP. Ngày 28 tháng 5, nguồn tin báo chí cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế và các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính cho nhà nước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 CTCP, Sanco 1 CTCP sang cá nhân ông Đặng Văn Đằng, việc quản lý và sử dụng thửa đất từ năm 2013 đến nay. Việc này là để phục vụ công tác điều tra vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Sienco 1 CTCP và các đơn vị liên quan. Theo Bộ Công an, đây là vụ án thuộc diện theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 8 tháng 1 năm 2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành quyết định phê duyệt danh sách 10 công ty mẹ, trong đó có Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 Sienco 1 thực hiện hóa cổ phần. Ngày 30 tháng 6 2013, Sienco 1 đã xác định giá trị doanh nghiệp, trong đó có giá trị tạm tính đối với khu đất 852m² thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 04 tại phường Trà Bá, thành phố Pleiku, đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A4-19443 ngày 19 tháng 11 năm 1990 và ngày 12 tháng 1 năm 2004 được chỉnh lý đứng tên Sienco 1 chi nhánh Tây Nguyên.
Ngày 6 tháng 6 năm 2014, Cienco 1 chính thức chuyển thành công ty cổ phần. Khu đất nói trên được chuyển sang trạng thái Cienco 1 CTCP quản lý sử dụng. Đến năm 2017, thì văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Pleiku đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ Cienco 1 CTCP sang tên ông Đặng Văn Đằng. WHO công báo báo cáo mới về làn sóng viêm gan bí ẩn. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố bản báo cáo thứ hai về làn sóng viêm gan bí ẩn trên toàn cầu. Sau một tháng cảnh báo về dịch bệnh này, nguyên nhân vẫn chưa tìm được ra. Sau tin tức bùng phát dịch bệnh đa quốc gia của WHO về viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân, ngày 23 tháng 4, hàng loạt quốc gia trên toàn cầu phát hiện thêm nhiều trẻ nhiễm bệnh. WHO đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh này ở cấp độ toàn cầu là vừa phải. Tâm chấn của dịch nằm ở châu Âu. Theo báo cáo của WHO, ngày 27 tháng 5, thế giới đã ghi nhận ít nhất 650 ca mắc viêm gan bí ẩn tại 33 quốc gia từ ngày 5 tháng 4 đến 26 tháng 5. Ngoài ra, 99 trường hợp nghi mắc khác thì đang chờ xác minh. Nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa thể xác định. WHO nhận thấy các ca lâm sàng nghiêm trọng hơn và tỷ lệ cao hơn trẻ phát triển thành suy gan cấp tính so với những báo cáo trước đây. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng vẫn cần phải xác định xem các ca này được phát hiện có cao hơn mức dự kiến này hay không và ở đâu. Phần lớn các bệnh được xác định ở châu Âu với 22 quốc gia ghi nhận 374 trường hợp, chiếm 58%. Riêng Vương quốc Anh có 222 trẻ mắc bệnh, 34%. Các trường hợp còn lại nằm ở châu Mỹ, 240 ca, gồm 216 trẻ ở Mỹ và Tây Thái Bình Dương thì 34 ca, Đông Nam Á 14 ca và Đông Địa Trung Hải là 5 ca. Theo định nghĩa của WHO, các ca mắc viêm gan bí ẩn được xác định là trẻ từ 16 tuổi trở xuống, bị viêm gan cấp tính không do viêm gan siêu vi huyết thanh lớn hơn 500 EU, thời gian mắc bệnh từ ngày 1 tháng 10 2021 đến nay. Nếu các trường hợp đang chờ xét nghiệm huyết thanh viêm gan A đến E nhưng đáp ứng những tiêu chí khác vẫn sẽ được phân vào nhóm đang chờ xác minh. Trong số 650 ca mắc bệnh, ít nhất 38 chiếm 6% trẻ em phải cấy ghép và 9 chiếm 1% trường hợp tử vong đã được báo cáo cho WHO. Theo báo cáo giám sát chung mới nhất của văn phòng WHO khu vực châu Âu ERO và Trung tâm Phòng ngừa Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu ECDC về các ca bệnh của các nước này thì EU-EEA, 75,4% trẻ mắc bệnh bé hơn 5 tuổi. Trong số 156 trường hợp có thông tin về việc nhập viện 22 ca, 14,1% phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra trong số 117 trẻ có thông tin, 14 trường hợp chiếm 12% đã được ghép gan. Bên cạnh đó thì có 181 trẻ được xét nghiệm virus adeno cho thấy 110 trường hợp chiếm 60,8% dương tính. Khi xét nghiệm PCR COVID-19 với 188 trẻ, có 23 trường hợp chiếm 12,2% dương tính. Kết quả xét nghiệm huyết thanh học SARS-CoV-2 chỉ có 26 trường hợp, trong đó 19 trẻ chiếm 73,1% có kết quả dương tính. ECDC và ERO có thông tin về tiêm chủng vaccine COVID-19 của 63 trẻ, trong đó 53 trường hợp chiếm 84,2% chưa được tiêm phòng. Hầu hết ca bệnh không có liên quan dịch tễ với nhau, riêng 2 trường hợp có mối liên hệ được báo cáo ở Scotland và một số ca ở Hà Lan. Đánh giá rủi ro của WHO. Trong báo cáo mới công bố, WHO lần đầu đánh giá nguy cơ của dịch viêm gan bí ẩn ở cấp độ toàn cầu là vừa phải. Kết luận này được đưa ra khi WHO xét đến 5 yếu tố. Thứ nhất là căn nguyên của bệnh viêm gan cấp tính nếu vẫn đang được điều trị, điều tra, số ca lâm sàng nặng, tỷ lệ diễn biến thành suy gan cấp tính cao hơn các báo cáo trước đó về viêm gan không rõ nguyên nhân. Thứ hai là thông tin dịch tễ học, xét nghiệm mô học bệnh học và lâm sàng mà các quốc gia báo cáo cho WHO. Thứ ba là số ca mắc thực tế có thể chưa được phát hiện ở một số nơi do năng lực giám sát tại chỗ còn hạn chế. Thứ tư, nguồn và phương thức lây truyền của các tác nhân gây bệnh tiềm ẩn vẫn chưa được xác định, do đó không thể đánh giá đầy đủ khả năng lây lan thêm. Thứ năm, mặc dù không có báo cáo về các ca bệnh nhiễm trùng liên quan, WHO không loại trừ các bệnh này lây truyền từ người sang người bởi đã có một số báo cáo về những ca liên quan dịch tễ học. Adeno vẫn là nghi phạm chính. Virus adeno được phát hiện trong 75% ca mắc tại Vương quốc Anh, nhưng ở những nước khác thì không đầy đủ. Trong số ít các mẫu đã được phân tích thì phần lớn nhiễm virus adeno loại 41. Virus liên quan adeno AAV2 cũng được phát hiện ở một số ít trường hợp tại Vương quốc Anh khi sử dụng metagen trong mẫu máu gan. Tuy nhiên thì nhiều ca còn lại không có mẫu thích hợp, khiến việc cần thêm mẫu máu để xác định đặc điểm của virus adeno là rất cần thiết. Ngoài ra thì trước đây nhiễm adeno loại 41 không liên quan biểu hiện lâm sàng nặng như chúng ta đang thấy ở trẻ khỏe mạnh. WHO cho rằng virus adeno vẫn là nghi phạm hàng đầu của làn sóng viêm gan bí ẩn này, trong khi đó các nghiên cứu sâu hơn vẫn đang được thực hiện để xác định tác nhân gây bệnh như đồng nhiễm nCoV. Ở trẻ em bị viêm gan cấp tính, mối quan tâm chính là xác định sớm các ca bệnh để cách ly và theo dõi. Hầu hết quốc gia đều có năng lực điều trị y tế với bệnh viêm gan cấp tính, nhưng không phải nơi nào cũng có thể thực hiện các ca ghép gan, chăm sóc tích cực cho người bị suy gan.
WHO đang theo dõi chặt chẽ tình hình và hỗ trợ phối hợp với các nước thành viên để điều tra nguyên nhân về làn sóng viêm gan bí ẩn này. Để phòng ngừa virus adeno và các bệnh nhiễm trùng thông thường khác, WHO khuyến cáo các ca bệnh phòng ngừa như sau: vệ sinh tay thường xuyên, sử dụng xà phòng và nước hoặc là gel rửa tay có cồn, tránh nơi đông đúc và duy trì khoảng cách với những người khác, đảm bảo thông gió tốt khi ở trong nhà, đeo khẩu trang vừa vặn che miệng và mũi khi được khuyến nghị, che miệng khi ho và hắt hơi, ăn chín uống sôi, thường xuyên khử khuẩn các bề mặt hay chạm tay vào, tự cách ly khi có triệu chứng bất thường và liên hệ ngay với bác sĩ. Khác biệt giữa đậu mùa khỉ và COVID-19. Thưa quý vị, đậu mùa khỉ là một bệnh nhiễm virus mới bùng phát trong thời gian gần đây, có một số đặc điểm giống với COVID-19. Virus đậu mùa khỉ có mặt ở các khu vực như là Tây và Trung Phi. Ở người thì virus lây truyền qua vết cắn của động vật hoặc là tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể, vết thương trên da và các giọt đường hô hấp của động vật nhiễm bệnh. Một số loài động vật có nguy cơ lây bệnh là sóc, chuột, khỉ và cầy. Trong khi đó, COVID-19 là bệnh truyền nhiễm rất dễ lây lan do virus SARS-CoV-2 gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng. Sự lây nhiễm bắt đầu chuyển thành đại dịch vào năm 2019 và đang tiếp diễn cho đến nay. Trên thế giới đã có hơn 500 triệu người mắc COVID-19, 6,28 triệu người tử vong. COVID-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu nghiêm trọng nhất kể từ đại dịch cúm năm 1918. Mặc dù thì đã có vaccine và thuốc, nhưng số ca COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng khi có sự xuất hiện của các biến thể như là Delta và Omicron. Việc lây truyền virus đậu mùa khỉ từ người sang người khá hiếm, thường do tiếp xúc gần gũi với da. Trong khi COVID-19 chủ yếu lây qua đường giọt đường hô hấp như là ho hoặc là hắt hơi trong khoảng cách gần 2 mét và virus cũng lơ lửng trong không khí đến 3 giờ. Trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ được phát hiện ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 1970. Kể từ đó thì virus này đã gây ra một số đợt dịch nhỏ, phần lớn giới hạn vài trăm trường hợp ở 11 quốc gia châu Phi. Virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Hiện hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã ghi nhận các ca bệnh. Triệu chứng của đậu mùa khỉ và COVID-19. Biểu hiện chính của đậu mùa khỉ là phát ban bắt đầu từ 1 đến 3 ngày sau khi sốt. Các nốt đỏ to dần biến thành mụn chứa đầy mủ, đóng vảy và bong trong 2 đến 4 tuần. Ban thường bắt đầu trên mặt và lan sang các bộ phận khác như là bàn tay, bàn chân và bộ phận sinh dục. Hầu hết các triệu chứng của đậu mùa khỉ thì tương tự với đậu mùa, bệnh nhiễm trùng cùng họ và các triệu chứng khác bao gồm sốt, đau cơ, nhức đầu, sưng hạch, bạch huyết và ớn lạnh. Đậu mùa khỉ thường lây lan khi bộc lộ các triệu chứng trên da. Trong khi đó, COVID-19 có thể lây lan khi bệnh nhân không có triệu chứng hoặc trước khi bộc lộ triệu chứng. Dấu hiệu cảnh báo chính của COVID-19 là sốt, ho, ớn lạnh và chảy nước mũi, mất khứu giác, vị giác và đau họng. Virus SARS-CoV-2 cũng gây phát ban nhưng không phổ biến ở bệnh nhân như các triệu chứng hô hấp. Phát ban liên quan đến COVID-19 chủ yếu xuất hiện như một biến chứng nếu không được điều trị sớm. Liên tiếp nhiều trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh thèm ăn tóc, phải nhập viện, mổ lấy búi tóc khổng lồ. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 5, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật lấy búi tóc gây tắc nghẽn đường ruột kịp thời cho một bệnh nhi 5 tuổi ở quận 8. Trước đó, bệnh nhi đến khám tại bệnh viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ kéo dài. Lúc nhập viện, trẻ tiếp tục có biểu hiện ói, tiêu chảy, bụng trướng. Các chẩn đoán hình ảnh từ siêu âm X-quang cho thấy trẻ bị tắc ruột do búi tóc. Bệnh nhi nhanh chóng được phẫu thuật lấy búi tóc gây tắc nghẽn đường ruột kịp thời. Sau mổ, trẻ tỉnh nhưng còn rối loạn tâm lý và mái tóc vẫn còn thưa do thói quen nhổ rồi nuốt tóc trước đó. Bác sĩ Phương Vũ thông tin thêm, đây là ca thứ 20 chỉ trong vài năm gần đây vì tóc không thể tiêu hóa như thực phẩm khi dung nạp vào cơ thể nên dẫn đến tích tụ thành búi tóc trong dạ dày hoặc ruột non và có thể kèm theo một đuôi tóc dài nằm dọc theo lòng ruột. Tương tự, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho bé gái 5 tuổi bị tắc ruột do búi tóc khổng lồ vì thói quen nuốt tóc bất thường. Theo mô tả của người nhà, bé bị đau bụng quặn cơn âm ỉ trong khoảng 5 ngày trước nhập viện. Thời điểm nhập viện, bé đau bụng cơn dữ dội, bí trung đại tiện kèm theo ói dịch xanh nhiều. Liên quan đến ca bệnh này, tiến sĩ bác sĩ Trần Quốc Việt, phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Nhi đồng 2 nhận định tình trạng tắc ruột của bé xuất phát từ hội chứng Rapunzel syndrome, còn được gọi là hội chứng công chúa tóc mây, dựa theo nhân vật hư cấu trong truyện với mái tóc dài cùng tên. Ngoài đời thực, hội chứng này là một vấn đề đáng lưu ý và gây ra biến chứng nguy hiểm như tắc ruột, trong khi ghi nhận nhiều bệnh nhân có xu hướng thèm ăn tóc. Theo thống kê, Bệnh viện Nhi đồng 2 hàng năm thường tiếp nhận các trường hợp tương tự và đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Hầu hết các bé phải được phẫu thuật để lấy búi tóc khổng lồ ra khỏi đường tiêu hóa, đặc biệt tất cả các trường hợp bệnh nhi cần phải được theo dõi điều trị tâm lý lâu dài sau đó. Trước tình trạng này, thì các bác sĩ lưu ý, cha mẹ, người thân và người trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng bệnh nhi là nhân tố quan trọng để giúp phòng ngừa và tránh lặp tình trạng này cho con.
phụ huynh cần quan sát kỹ lưỡng khi chăm sóc bé nhằm phát hiện sớm vấn đề, đồng thời tham gia cùng nhân viên y tế trong việc hỗ trợ hạn chế hành vi nuốt tóc và nâng đỡ tinh thần của con.